camera an ninh tại một tiệm vàng đã ghi lại một vụ cướp hy hữu như mọi vụ cướp khác kẻ cướp lấy đi tài sản của nạn nhân thế nhưng điểm hy hữu là kẻ cướp không dùng hung khí mà lại dùng một nắm cát theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022, Tần Văn Viên, 26 tuổi, ở xã Ngàm Đâm Vài, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, đeo khẩu trang và bước vào tiệm vàng Hương Điệp ở xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, vờ hỏi mua vàng để tặng người yêu. Khi được nữ chủ tiệm đưa cho một sợi dây chuyền vàng 10 carat để xem, Tần Văn Viên nói muốn xem thêm chiếc dây chuyền vàng khác. Khoảng 30 phút hỏi hang, nhờ tư vấn, Tần Văn Viên bất ngờ lấy cát từ trong túi quần ném vào mặt nữ chủ tiệm vàng, cướp đi hai sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Tổng trị giá hai sợi dây chuyền vàng viên cướp là hơn 17 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, công an thành phố Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 11, công an bắt được viên khi nghi phạm này đang lẫn trốn tại khu vực thôn Núm, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Làm việc với công an, viên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình